Hello mọi người, mình là Đạo Đi Dạo. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Và đây cũng là cái video đầu tiên mà mình làm trên các nền tảng mạng xã hội như là YouTube hoặc là TikTok. Ngày hôm qua mình có ghé HT Camera để set up một cái dàn camera action của Insta360, cái mã là April, cùng với đó là mic rồi mouse rồi các thứ để có thể gắn lên cái full face Zoe của mình. Thì đây là cái tập vlog đầu tiên. Trước tiên thì xin giới thiệu lại một lần nữa, mình tên là Đạo. Thì mình cũng chơi xe mô tô phân khối lớn khoảng 5 năm, 4-5 năm gì đó, mình không có nhớ chính xác. Nhưng mà mình nghĩ rằng mỗi con người chúng ta đều có một cái lý do nào đó, một cái câu chuyện nào đó mà để bước chân vào cái thế giới xe cộ cũng như là đam mê xe. Thì đối với bản thân của mình á, là câu chuyện của mình bắt đầu thích xe vào từ năm 2016, là cái lúc đó là mình bắt đầu vào năm nhất đại học á. Thời điểm đó là mình chạy chiếc xe tay ga là Kimco Candy 50 phân khối. Từ trước tới giờ mình chạy cái xe đó đó, lớp 10, lớp 11, lớp 12, học cấp 3 đó, thì chỉ chạy tới trường rồi về nhà rồi đi học thêm thôi. Thì cái nhu cầu sử dụng của mình là rất là di chuyển quãng đường ngắn, nên là cái xe 50 phân khối nó vẫn đáp ứng được. Nhưng mà vào thời điểm mà 2016 á, mình học đại học là mình học ở trên quận 12, nên là di chuyển từ nhà mình là quận 10 sang quận 12 rất là xa. Và mình thấy cái xe đó nó yếu quá. Nhiều khi đi học dậy mà hơi trễ giờ một xíu á, thì chạy xe tới nơi coi như là thiếu điều là mọi người muốn học xong luôn rồi. Thì khi đó mình mới bắt đầu tìm hiểu về xe cộ, là thì ra là xe thì nó có các dạng như là xe côn tay, xe tay ga hay là xe số. Mà ví dụ như xe côn tay thì nó sẽ có đặc tính như thế nào, chạy ra làm sao, rồi có bao nhiêu hãng trên thị trường, có bao nhiêu mẫu xe, dòng xe tương ứng. Tới mãi vào năm 2018 á, khi đó thì mình mới ấn tượng bởi một chiếc mô tô đầu tiên vào thời điểm đó. Nó chính là cái con mà Ninja 400 của Kawasaki. Thời điểm đó nó được mắc mô tô nhập về á mọi người. Thì là mình mới rất là ấn tượng bởi vì cái ngoại hình rất là sport, rất là bự, nhìn hầm hố lắm kìa. Mà mặc dù lúc đó là mình còn chưa biết đây là xe hãng gì nữa, chỉ nhớ là nó màu xanh lá chuối. Cái mình về mình sợ xe mô tô rồi mình kiếm màu thôi đó. Là lúc đó mới chính thức bắt đầu tìm hiểu xe là 2018. Và khoảng một thời gian ngắn sau là mình mua xe luôn. Là cái xe mà đầu tiên mà mình mua, mình sở hữu á, là Duke 390. Cái mẫu thiết kế mới, mẫu đèn LED. Thì khi mà mình mua cái xe đó là mình cũng chưa có đủ tài chính đâu. Mình chỉ mua là Duke 390, xe lướt thôi, mua của một anh ở ngoài Vũng Tàu. Mà cái ngày mà mình nhận xe đó thì mình cũng còn chưa biết chạy côn tay nữa mọi người. Là muốn chạy mô tô mà không biết chạy côn tay là sao ta. Là mình á, là mình lấy về là mình tập chạy côn tay, cảm giác côn, âm côn, nhã côn như thế nào, rồi xử lý tình huống ra sao, là tất cả mọi thứ á, nó đều xảy ra trên con Duke 390. Và có một lời khuyên á, là nếu mà các bạn muốn tập chạy côn tay á, thì nên tập chạy ở những chiếc xe nhỏ giống như là Ad hay là Winner thôi. Chứ như mình á, là khi mà mình đã thành thạo chạy côn tay trên mô tô á, thì cái giá phải trả là phải thay hết cái bộ nồi. Tại vì nó là phân khối lớn, ở 390 thì cũng không hẳn lớn lắm. Nhưng mà do mình chưa có quen côn á, nên mình còn rà côn, thì sẽ dễ đến cháy bố. Và nhất là phân khối lớn á, thì cái gì mà cũng phải trả giá bằng tiền. Thì thay cũng hết chắc khoảng tầm 5 triệu á. Rồi sau khi mà mình chạy 390 xong á, thì mình có nhớ cái lý do mà tại sao mình lại lựa chọn cái con Duke 390 đó. Tại vì cái khoảnh khắc mà mình gặp được cái anh lái, là mình hỏi ảnh là ủa anh bán xe hả, em muốn chạy mô tô phân khối lớn. Rồi ảnh mới hỏi mình là mình thích cái con nào, em thích xe nào. Thì mình mới nói là dạ em thích con Hyper 950 này nè. Là lúc đó là ảnh rất là bất ngờ luôn nha mọi người. Tại vì đối với tâm thế là một người chưa biết chạy xe mô tô, chưa từng sở hữu và chưa biết chạy xe côn tay, thì cái việc mà muốn sở hữu chạy con Hyper 950 này nó giống như là một cái chuyện mà giống như là chuyện cười á, giống như nói giỡn chơi vậy đó. Nhưng mà không, thời điểm đó là mình vẫn chưa đủ tài chính đâu nha. Nhưng mà đối với mình, cái xe mình đang chạy hiện tại đó là một cái mơ ước vào thời điểm bấy giờ, thời điểm mà còn là sinh viên.
nhưng mà nó cũng là khó chạm tới lắm. Mọi người thích thì thích thôi, thì mới quyết định chọn con Duke 390 là lý do vậy đó. Tại vì Duke 390 thì cái dáng nó cũng là naked bike, và đồng thời nó có một cái cảm giác ga đầu rất là giật. Có thể là một phiên bản mini hả của Hyper chẳng hạn, cũng nóng nóng dạng dạng như vậy đó. Thì nói sơ qua một chút về Duke 390 thì cho bạn nào chưa biết là một con xe của thương hiệu KTM. Nó chỉ có một máy, một xi lanh thôi, 390 phân khối mà một xi lanh. Thế nên là cái xe đó, cái ga đầu nó rất là giật. Và tùy vào mỗi người sẽ có một cái phong cách chạy và một cái cảm giác khác nhau. Thì đối với bản thân mình thì mình rất là thích chạy những chiếc xe mà trong Sài Gòn, trong thành phố, nó giật, nó hơi quậy phá một xíu, có thể gọi là phong cách hooligan đó mọi người. Thì lúc đó là mình chạy 390. Và đối với bản thân mình thì mình trải qua rất là nhiều đời xe khác nhau, nhiều mẫu xe. Tại vì đối với quan điểm của mình là chơi là để trải nghiệm. Mình chạy qua 390 là naked bike nè, sau đó mình đổi lên, up lên là Rebel 500 Classic. Rồi sau đó mình lại up xuống, mình mua xe Tayga Airblade rồi mình sổ trái, mình quậy. Rồi hay là WR155. Gần nhất cái mẫu xe trước khi cái chiếc xe này là CB650, bốn máy hú của Honda đó. Cuối cùng là hiện tại bây giờ đang dừng chân ở con Hyper 950. Thì đối với cái câu chuyện mà mình kể nãy giờ đó, thì cũng là cả một cái quá trình chơi xe 4 năm, 5 năm. Thì mình nghĩ rằng ai trong số chúng ta thích xe cộ cũng sẽ có một cái câu chuyện, một cái xuất phát điểm như thế nào đó. Có một số bạn thì gia đình mà có điều kiện được ba mẹ thương yêu thì sẽ được mua một chiếc xe mà giống như là khi mà bạn đó chưa biết chạy gì hết, đùng một cái được mua một chiếc xe 650 phân khối luôn. Nhưng mà cũng có một số người thì phải tự kiếm tiền, rồi phải chơi từ xe nhỏ lên. Mình không có ý phân biệt là tiền từ đâu ra hết. Tại vì nếu mà cho dù là ba mẹ bạn mua xe cho bạn thì cũng xuất phát từ tình yêu thương, mà bạn phải ngoan ba mẹ mới mua đúng không? Đó thì là chúng ta có những xuất phát điểm khác nhau, nhưng mà đều có chung là cái niềm đam mê là xe mà hai bánh như này nè, nhất là dòng xe mô tô nè. Thì cứ ước mơ thôi. Đại học Hoa Sen là cái trường mình hồi đó nè, mình nhớ là cái trường này hồi đó mình học. Đây mình học ở đây nha mọi người. Vào cái thời điểm mà 2018 á, là lúc đó là có một bạn học chung lớp, một ông anh, ổng chạy Scrambler, cái bản Scrambler mà bản Cafe Racer mà nó màu trắng với xanh dương á. Đối với mình là má ơi, kiểu khủng lắm, kiểu mình sẽ không biết bao giờ mình có thể có được một chiếc xe giống như vậy. Rất là ngưỡng mộ luôn. Thì liên hệ với bản thân bây giờ thì bây giờ đã chạm được tới ước mơ rồi, dùng chính cái tiền mà mình kiếm được để mình sở hữu một chiếc xe. Rất là vui. Từ trước tới giờ thì cũng khá là uổng, bởi vì mình chạy qua những chiếc khác, nhưng mà mình không có cái điều kiện, mà cũng giống như là chưa có đủ kiểu quyết tâm á để làm vlog. Thì cái lần này mình quyết tâm là mình sẽ làm một cái kênh vlog, không có cần phải nổi tiếng hay là không có cần phải kiếm tiền gì đâu, nhưng mà ít ra là mình muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm đối với lại xe phân khối lớn, để sau này 5-10 năm nữa thì mình vẫn còn quay lại coi lại được vào thời điểm đó mình đã xảy ra những chuyện gì, mình đã có những cái kỷ niệm gì đối với con xe trên cái hành trình tuổi trẻ của mình. Thì đó là lý do mà tại sao các bạn đang ngồi nghe cái video và đang xem cái video này ngày hôm nay. Rồi ok, không nói dông dài nữa. Bây giờ hiện tại là trời đang rất là nắng, mới vừa đi cà phê về, sắp về tới nhà mình rồi, nhưng mà mình sẽ chạy lòng vòng xíu nữa để nói chuyện với mọi người trong cái video mở đầu lần này. Không biết là mọi người sẽ thích nghe cái content như thế nào, nhưng mà mình sẽ cố gắng để đa dạng hóa content cùng với cái con Hyper này của mình, cũng giống như là sẽ quay review chẳng hạn, mượn xe của các anh em khác để chạy. Tại vì cái thế hệ mà mô tô vlog vào năm 2024 hiện tại thì bây giờ nó cũng khá mai một nhiều rồi. Những cái lứa đàn anh đi trước á thì cơm áo gạo tiền mà đâu thể nào mà cứ quay video long nhong ngoài đường vậy được. Thì cũng một số người đã nghỉ bớt hoặc là
ra clip cũng thưa rồi, thì đối với một đứa mà mê mô tô như mình thì mình có thói quen là sẽ xem những cái video về mô tô của nước ngoài hay là của Việt Nam, chạy vòng vòng, chia sẻ về mẫu xe này, mẫu xe kia, cảm giác lái, rồi tiêu hao nhiên liệu, rồi vận hành như thế nào. Thì mình cảm thấy rất là thích, bởi vì mình đam mê mà. Nên là mình rất là hy vọng rằng nếu mà được may mắn thì cái những cái video mà mình chia sẻ cho mọi người, nó sẽ là một cái sự lựa chọn để mọi người có thể chọn ngồi ăn, rảnh ngồi ăn, ngồi coi xe cũng được. Đây là con đường gì đây? Đây là Lê Hồng Phong nè, Lê Hồng Phong Kỳ Hòa nè. Chạy vòng vòng nãy giờ, má ơi chưa nắng. Bây giờ mọi người có thể thấy trên đồng hồ là 11 giờ trưa rồi nè. Rất là nắng nhưng mà thôi, chạy vòng vòng tại vì cả tuần làm thì cuối tuần mới có thời gian lấy xe ra chạy xe. Nói này nói kia làm khùng làm điên hả? Nhiều người á, mình không biết thì những người khác họ nhận định như thế nào về một chiếc xe mô tô hay là một chiếc xe gắn máy nói chung. Một số nhận định quan điểm rằng cái xe nó chỉ là cái phương tiện di chuyển giúp bạn đi từ điểm A tới điểm B mà thôi, không hơn không kém. Giống như việc mà hồi trước á, mình từng có chơi giày á, thì đôi giày chỉ là cái thứ mà giúp mà bạn mang đi ra để khỏi dơ chân thôi. Nhưng mà ở mỗi khía cạnh khác nhau thì luôn có những cái người đam mê về một cái lĩnh vực nào đó. Giống như khi mà bạn mê giày thì giày nó không phải là cái đôi giày nữa, mà nó sẽ giống như là một cái món phụ kiện. Xe cộ cũng vậy. Đối với xe cộ mình không có nghĩ rằng nó là một cái phương tiện di chuyển đâu, mà nó giống như là một người bạn, một cái sở thích, một cái thú vui đam mê để mà bạn chăm sóc, bạn rửa xe, bạn độ xe, gắn đồ chơi lên và làm những cái thứ trong cuộc sống mà liên quan tới xe cộ. Đó là lý do tại sao mà giống như là người khác giới đi, nếu mà họ không có niềm đam mê, hoặc là người cùng giới đi nữa mà họ không có đam mê xe cộ, thì họ nhìn vào chúng ta, tạm gọi là chúng ta đi, thì họ sẽ cảm thấy là sao có chiếc xe mà thằng này nó rửa hoài vậy, hay là có chiếc xe thôi mà sao mà cứ xăm soi mua xe mới về là dòm chán xe cái đi dán tem rồi xăm soi chụp hình đồ này kia. Thì cái cảm giác đó mình nghĩ là không phải ai cũng hiểu đâu. Nói chuyện nãy giờ thì cái con Hyper này của mình nó bắt đầu nó nóng. Và do là cái cục máy này của Ducati, thì cái cổ bô của mình hiện tại nó đang đi bên tay phải. Đó, mọi người nhìn có thể thấy nè. Đó, nó ở đây. Nên là cái hơi nóng nó phà ra chân của mình rất là nhiều. Thì đây cũng là một trong những cái đặc điểm của Ducati từ xưa tới giờ rồi. Mặc dù là bây giờ nó đã cải tiến hơn so với xưa rồi, nó có việc là bổ sung thêm giống như là két tản nhiệt nước, rồi các nhớt, nhưng mà nói chung là xe Ducati vẫn còn rất nóng. Thì chạy Ducati giống như mình ở thời tiết khí hậu của các quốc gia Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam nha, là trời nó nóng lắm chứ không có được lạnh, thì chạy Ducati nó hơi khó chịu. Nhưng mà đối với mình thì mình từng chạy qua bốn máy của Honda rồi, nên cái việc nóng này thì mình đã quen, mặc dù bây giờ nó có nóng hơn. Thì bạn chỉ cần trang bị một chiếc quần dài và chịu khó một xíu. Chứ một số người bạn của mình đó, khi mà mình cho thử ngồi trên có cái con Hyper này nè mọi người, thì họ sẽ bị dội liền ngay lập tức luôn á. Lúc đó là có một bạn là bạn nó mặc quần ngắn, mang dép, thì chỉ ý định là test một vòng thôi, ra cà phê test một vòng xe thôi. Thì bạn nó ngồi lên con Hyper này, bạn nó chạy xong về là bạn nó dội liền luôn. Bạn nó ấn tượng không tốt về con Ducati này, tại vì cái xe gì mà cái cục máy nó bị gằn quá, chạy không có êm mượt như xe Nhật, chạy cà giật đó, cà giật như là mấy con ngựa, nhưng mà lại rất là nóng. Giống như là cái việc mà chạy xe nó giống như là một cực hình vậy đó, thì là người ta lại không thích. Nhưng mà chúng ta nói nhận định về một cái vấn đề hay là một cái sự việc á, giống như cái con Hyper này nè, Ducati, thì chúng ta nhận định theo một cái hướng, nhưng mà chúng ta phải nhìn ngược lại, theo cái chiều ngược lại á. Ngược lại chúng ta được cái gì? Chúng ta được một chiếc xe thương hiệu Ý, chúng ta được một chiếc xe có động cơ mạnh mẽ, chúng ta được một chiếc xe có gia tốc rất là bốc. Đó là một trong những thứ, trong rất nhiều thứ mà chúng ta có thể nhận được. Đây, thôi chắc
vòng thêm cái vòng này nữa rồi mình đi về. Mình nghĩ là sẽ có nhiều vấn đề để kể, để tâm sự với mọi người, để chia sẻ đi ha. Ở những cái video tiếp theo, tạm thời sương sương là về cái con Hyper này thì có những cái ý như vậy mình muốn nói. Tại vì thực tế là dòng Hyper, mình gọi Hyper vậy nha, nhưng mà thiệt sự là cái tên đầy đủ của nó là Hyper mô tạc. Mình đọc tiếng Anh thôi, tiếng Anh không có được chuẩn lắm, mọi người thông cảm. Hyper mô tạc. Thôi thông cảm nha. Đó, thì cái dòng Hyper này nè là cũng ít người chạy. Có thể là dạo gần đây á, thì mọi người đã được chạy nhiều hơn, mà anh em chơi cái cộng đồng nó đã phát triển hơn. Nhưng mà về thực tế thì cái dòng xe cào cào phố này nè, nó hơi kén người chạy, tại vì người ta vẫn thích những chiếc xe mà giống như là sport là ra sport, classic là ra classic luôn. Đó, mọi người có thể thấy mình trong gương nè. Lý do mà tại sao mình chọn. Rồi giờ quẹo qua đây là về tới nhà rồi. Nên là mình xin gửi lời cảm ơn. Nếu như các bạn xem cái video này của mình thì đó là một may mắn đối với mình, bởi vì các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn khác về video trên mạng xã hội mà các bạn có thể xem để giải trí. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chúc mọi người sức khỏe nha. Và mình là Đạo Đi Dạo, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Hy vọng gặp mọi người sớm ở video tiếp theo. Bye bye.